Rồi, xin chào tất cả quý vị và các bạn thân mến đã đến kênh của Đức và chúc mọi người nhiều sức khỏe và thành công. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái mô hình đồ đó là nuôi bể xi măng và nền đất sét. Các bạn thấy cái màu rất là đục ngà ngà không? Là dưới đó là nền đất sét. Tức là giống như là một cái ảo bùn vậy các bạn. Chúng ta sẽ nén chặt dưới ảo bùn và chúng ta sẽ bơm nước vào làm cho không rút. Thì cách chúng ta đang làm là không có dưới, không có phải xi măng, chỉ đổ bùn từ 20 cho đến 30 cm. Thì lớp bùn như vậy thì sẽ giúp nước sẽ khỏi giảm rút ha. Và hôm nay sẽ dẫn cho mọi người xem cái chân của mình nuôi trong vòng đã 1 tháng, kể từ ngày bắt tới bây giờ là 1 tháng. Bây giờ mình không biết là con này có cá hay không, nhưng mà dở cho mọi người xem nhé. Hy vọng là thấy có cá. Rồi, có nè các bạn. Để 1 tháng tròn trịa. Nè, 1 tháng rồi. Ống này chắc bằng ống nhiêu? 34. Ống 34 thì ống 21 này. Để qua đây nè đó. 21 này ha. Đấy, trình này đó. Các bạn, cái ống mà các bạn đang thấy để chạy oxy nè là ống 21 đó. Các bạn coi nè, cá trình mình mới nuôi 1 tháng này. Rồi, xả xuống đi. Rồi, đây là cách mình sẽ quay cho mọi người xem cái mô hình nuôi trên bể xi măng là như vậy thôi, là đất sét. Đây là một mô hình cũng được nhiều người dân áp dụng, nhưng có ưu và cũng có nhược. Với mật độ thưa, anh chung không có nuôi bằng cái bể xi măng được. Ha, rồi. Phía trên mình làm cũng lưới răng, lưới lan, mình xây vanh, xi măng. Đó, lù trên rất là đơn giản không? Bạn xem không, cực kỳ đơn giản. Rồi đây là ống xô xả nước, đây là cây măng cầu. Thôi bye bye mọi người nha.